tấm đá thì các bạn có thể sử dụng tấm đá một màu, hoặc là các bạn có thể mua hột đá về các bạn dính. Móc tới mũi cuối cùng thì các bạn lại móc tiếp tục hàng mũi đơn luôn mà không có móc mũi trượt xuống cái phần quay ngang này. Ôi giời ơi, bị ngược phần khóa cài rồi, mình tính nhầm rồi, trời ơi. Cái dây bính này là dây bính đầu tiên thì mũi cài nó phải quay lên. Tháo, đau lòng quá. Bên kia thì gắn không sao, tới bên này gắn là bị nhầm. Bị nhầm là phải tháo thôi. Móc đôi này tưởng không phải tháo rồi, cuối cùng cũng vẫn phải tháo. Rồi, đây. Cho chắc thì thử. Ủa sao ta? Còn mình nhớ nãy mình cũng để như này mà. Thế mà sao lại nhỉ? Tại sao lại nhầm nhọt được nhỉ? Đau lòng quá. Công sức móc thì lại bị tháo. Đây. Sao nó vẫn nhầm ta? Bên này nó ngược với bên kia nên nó hơi khó á. Trời ơi, có cái quai này mà móc hoài mất thời gian quá, mất thời gian quá à. Kiểu cầm
Bây giờ thì đúng rồi. Đó. Quay một vòng cái móc nó phải quay lên như thế này. Trượt một mũi, trượt hai mũi, quay ngược trở lại. Video dài gì mà 40 phút rồi, lâu rồi không quay. Cứ tưởng là hướng dẫn cái này chỉ quay khoảng 30 phút để nó cùng là một video thôi. Như này là phải tách thành hai cái. Mà cái này nhìn là làm được. Chỉ cần các bạn làm cái phần quay sau này giống như mình thôi này, thì không có phải cắt sợi nhiều. Nhưng mà cẩn thận cái lúc mà gắn cái móc khóa là nó mà ngược. Ngược thì tháo, cũng may là cái phần quay này móc có ba hàng à, nên là tháo nó cũng nhanh, không có tiếc công lắm. Ui, từ Tết tới giờ người đôi giày này chắc là sản phẩm đầu tiên của mình ấy, chưa có móc cái gì hết, móc túi cũng tháo được túi, móc áo cũng tháo được áo. Đôi giày này móc cũng phải tháo cái phần quai. Khúc này cẩn thận không lại ngược cái khóa cài nữa, ngược nữa thì vui. Cầm như này đi, phần khóa cài này các bạn sẽ cầm như này đi. Cái bên phải nó móc dễ hơn cái bên trái nó bị ngược ngược ấy, nó bị ngược ngược nên mình sẽ dễ bị nhầm nhầm cái khóa cài. Nói chung là không muốn ngược thì sẽ khâu, còn không muốn khâu thì móc cẩn thận xong nó lại ngược. Không móc đến khóa cài luôn sợ nhầm thì các bạn à, khâu khâu nhưng mà đừng có khâu gập gập quai thì nó sẽ bị cộm đi vào chân, nó sẽ bị cộm chân của mình. Thì mình sẽ dùng sợi dù này mình khâu vào. Hoặc là thank you.
tác. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt hai mũi. Và mình đã xong cái phần à. Quay rồi thì giờ các bạn sẽ giấu cái phần sợi thừa này đi. Mình sẽ đốt. Nó dính à. Bây giờ mình sẽ gắn cái phần khóa cài này. Khóa cài đây. Thì các bạn sẽ gắn. Sao quay một hồi rồi thì phần khóa dây sau của mình. Bây giờ mình sẽ khâu cái phần quai trước. Quai trước. Sau khi gắn đá là chín thì các bạn sẽ móc cho mình là dài 10 cm. Hoặc là các bạn sẽ đi chiếc dép này vào cổ chân rồi các bạn móc từ đây một đoạn bính lên đây, mình sẽ đo xem là dài bao nhiêu thì vừa mấy chân của mình nhé. Thì các bạn sẽ móc theo cái số đo của chân chứ không phải móc theo số đo mà mình hướng dẫn nha.
phần dép này mình đính đá nên các bạn không nên móc quá chặt tay, tại vì khi mà mình đính đá thì nó sẽ co lại rồi. Nếu mà các bạn móc chặt tay quá thì đi giày của mình nó sẽ đau chân. 2.5 mình sẽ đo từ cái phần quai trong này lên tới cái phần đầu tiên móc bên ngoài. Bên ngoài thì mình sẽ đo bên ngoài 3.5. Điểm nối của mình. Cao căng nó lên tới 13. Móc cho mình vào đây một mũi trượt. Sau đó trượt sang mũi bên cạnh và quay ngược trở lại móc một hàng mũi đơn.
mũi cuối cùng các bạn sẽ trượt vào mũi bên cạnh, một mũi trượt sang mũi bên cạnh, một mũi nữa quay mũi trở lại, móc hàng cứ đơn nhé cho tới cuối, xong rồi lại trượt và móc hàng mũi đơn nữa là mình đã kết thúc xong cái phần móc quay. Rồi mình sẽ đi khâu khâu đá. Trời ơi hôm nay hướng dẫn mà buồn ngủ quá. Móc mũi trượt như vậy cho tới cuối hàng. Sáu mươi phút rồi. Có một cái dép thôi mà. Thế 60 phút rồi. Thời gian tháo cái móc cái quai gắn khóa cài kia mất quá chừng thời gian tháo mà. Có nhiều cái tháo tháo hoài, có nhiều cái một mạch xong. Rồi, tới cuối hàng các bạn lại móc mũi đơn bình thường. Rồi đi xuống cái cạnh bên còn lại này của cái phần quay trước thôi. Tình này chân he cắt sợi mình sẽ đi sâu sợi thừa. Thank you.
chốt nhé. Mình đã hoàn thiện xong rồi, bây giờ mình sẽ đi thử vật chân nha. Không cần có tấm đá thì mình đi cái phần qua này không cũng thấy nó đẹp rồi nè. Đó, đơn giản mà đẹp. Tôn dáng ở đây mình để trên bàn nên không thấy được rõ chân. Các bạn nhìn tạm nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ khâu tấm đá. Khâu tấm đá thì mình sẽ hướng các bạn sẽ cắt cho mình một tấm qua trước này, một tấm quay ngang này, một tấm vòng từ đây qua bên đây, một tấm này và một tấm này, 1 2 3 4 5, tổng cộng sẽ là 5 miếng. Cắt cho mình 1 cm. Các bạn sẽ kéo căng cái phần quai này để mình cắt cho chính xác. Mình sử dụng kéo to để mình cắt nhé. Thì mình cắt phần tấm đá nó mới dễ được. Trời, phần đầu to thì mình sẽ để bên ngoài. Mình sẽ sử dụng chiếc kẹp này, mình kẹp lại, kẹp cái phần tấm đá lại để mình khâu, cố định để mình khâu. Cái phần tấm đá này nó sẽ chạm với cái phần thân nhé. Này, kim khâu mà keo nó dính ở kim. Các bạn đâm kim lên và xỏ kim qua cái giữa của hai cái sợi này, để sợi chỉ này để nó không có bị tuột cái đầu mối này.
các bạn khâu càng